chào mừng tất cả quý vị và các bạn với các video của điện máy Cường Linh cũng như là cơ khí Thiện Thành. Thì hôm nay trước mắt bà con đây là cái dòng máy ép cắm viên, những cái dòng máy ép cắm viên đấu đầu trực tiếp do bên điện máy Cường Linh cũng như cơ khí Thiện Thành sản xuất. Thì cái dòng ép cắm viên mà đấu đầu trực tiếp này nó sẽ có hai dòng như sau, là dòng S150 và dòng S160. Đấy, thì là cái điểm khác biệt giữa cái dòng S150 và dòng S160 này đây. Thì là cái dòng S150 bên này thì nó sẽ chạy 2 quả lô, còn cái dòng S160 bên này thì nó sẽ chạy 3 quả lô. Đấy là cái điểm khác biệt rõ ràng nhất của hai cái dòng máy ép cắm viên này. Thì bên hôm nay bên điện máy Cường Linh cũng như cơ khí Thiện Thành có chuẩn bị cho bà con một ít cắm đây để test thử cho bà con cái máy làm cắm viên thì cái hiệu quả cũng như là viên cắm ra như thế nào, để bà con có cái nhìn trực quan để mình có thể phục vụ cũng như là đánh giá cái độ hiệu quả để phục vụ trong chăn nuôi của bà con. Đấy, thì ở đối với cái phần cắm này nó đã được pha trộn cho bà con rồi, có rau, có ngô hoặc là có những cái phần cắm bột rồi. Đấy, còn sau đây điện máy Cường Linh cũng như cơ khí Thiện Thành xin giới thiệu qua cho bà con cái dòng máy ép cắm viên luôn. Đấy, trước tiên là cái dòng máy ép cắm viên S160 thì nó sẽ chạy 3 quả lô. Còn lại hộp số cũng như là phần motor, công suất motor các thứ nó sẽ giống nhau. Đấy, thì là motor thì vẫn là chạy motor 3,5 kg hết cho bà con nhé. Đấy, thì có hai dòng motor như thế này, motor toàn phát hoặc là motor trần hưng đạo. Thì hiện tại bà con đang ưa chuộng cái dòng motor của trần hưng đạo như thế này đây. Thứ nhất là nó sẽ khỏe và thứ hai là cái độ bền nó cũng rất là tốt, nên là bà con vẫn ưa chuộng cái dòng máy trần hưng đạo. Còn nếu như bà con nào cần có nhu cầu lắp motor toàn phát thì bên điện máy Cường Linh vẫn có thể cung cấp cho bà con cái dòng motor toàn phát này. Đấy là tùy theo mức độ sử dụng của bà con. Đấy, còn máy thì nó sẽ cái dòng S160 và S150 bên điện máy Cường Linh đấu đầu trực tiếp này thì nó sẽ đặc điểm đặc biệt là nó không có dây cun loa, và cái cấu tạo của nó rất gọn và nhẹ. Đấy, thì nó chỉ có kích thước là rơi vào tầm độ 80 và bề ngang của nó sẽ rơi vào độ tầm 20. Đấy, và cao thì nó sẽ rơi cái tính vào cả cái phễu nữa, thì nó cũng có tầm 80 luôn. Đấy, thì nó rất gọn so với cái dòng máy dây cun loa, và cái công suất cũng như là cái độ khỏe của máy thì nó sẽ tốt hơn cái dòng dây cun loa, bởi vì là nó truyền đầu trực tiếp và không qua dây cun loa thì nó sẽ là 100% công suất motor nó quay bao nhiêu thì nó sẽ chuyển qua phần hộp số bấy nhiêu. Đấy, cái nhược điểm của cái máy S1 cái đấu đầu trực tiếp như thế này thì bà con sẽ lo ngại về cái phần motor. Đấy, nếu như mà nó kéo quá tải thì nó có bị hư hỏng về phần motor không? Đấy là câu hỏi của bà con thường gặp. Thì bên điện máy Cường Linh xin giải đáp luôn cho bà con, thì cũng đã đấu sẵn cho bà con cái automat đây rồi. Đấy, thì automat tự động ngắt điện đây, thì nó sẽ gặp vấn đề gì về điện hoặc cái vấn đề gì motor nó sẽ tự động nó ngắt cái automat tự động này, thì bà con cực kỳ yên tâm về cái vấn đề thắc mắc đấy. Thì là nếu như mà nó có gặp cái trường hợp nó quá tải thì motor nó có ảnh hưởng gì không, thì tất nhiên nó sẽ là không. Đấy, thì đã được tính toán trước cho bà con rồi. Đấy, còn máy thì toàn bộ có trọng lượng rơi tầm độ hơn 70 cân, tầm 70 cân, thì bà con di chuyển trong vòng 4 bánh xe này nó cũng khá là dễ dàng thôi. Đấy, còn về phần hộp số cũng như là các thứ thì bà con cũng có thể thấy nó được đúc bằng gang như thế này đây, dày dặn và chắc chắn. Chỗ này là chỗ này bà con đổ nhớt nhá. Đấy, về đến nơi thì bà con đổ vào đây 1,6 lít. Thì khi mà đưa máy về thì chưa có nhớt đâu, thì bà con chú ý mình đổ cái phần nhớt này vào để cho máy nó hoạt động trơn tru. Và trong cái thời gian sử dụng lâu dài thì bà con vẫn phải thay nhớt cũng như là kiểm tra nhớt định kỳ. Đấy, còn bên dưới này là cái lỗ để bà con xả nhớt này. Đấy, tất cả đã được làm sẵn cho bà con như thế này rồi, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là chắc chắn. Đấy, còn máy đây là cái phần quan trọng nhất của máy này. Đây, tất cả là motor này, đầu nối này. Còn cái phần quan trọng nhất của máy là phần hộp số và cái phần đầu nghiền. Đây, phần đầu nghiền này nó sẽ có phễu như thế này. Một cái phễu này nó rơi khoảng tầm đường kính khoảng tầm 40 phân. Và cái lòng phễu thì nó khoảng độ tầm 15 phân. Đấy, thì bà con có thể nhấc ra này. Đấy, cắt gọn như thế này đây. Đấy, bên trong thì khi mà đưa ra như thế này bà con sẽ thấy rõ ba quả lô đây. Đấy, trên ba quả lô này thì có ba con ốc màu đen đây, khác biệt đây, thì bà con tự hỏi đây là cái tác dụng gì. Thì ở đây thì nó sẽ là giúp bà con để tăng cái phần siết cái phần quả lô xuống cái mặt sàng. Đấy, nguyên lý hoạt động của nó thì nó sẽ quay mặt sàng, và cái quả lô khi mà nó chạm với cái mặt sàng thì nó sẽ giúp quả lô quay. Đấy, khi mà quả lô quay thì nó có những cái phần cám nó ép vào cái phần khe rãn này, nó cứ ép đi ép lại để nó đùn cái phần cám viên xuống những cái phần lỗ này. Đấy, lỗ ở sàng thì cũng đã được khoan vát đây, bà con có thể thấy này. Đấy, nó khoan theo kiểu lòng chảo thì nó sẽ ép chặt cái viên cám xuống. Đấy, còn ba con ốc này cực kỳ là quan trọng, bà con siết nó vừa phải. Hoặc là nếu như bà con khi mà sử dụng mà ép viên cám nó không ra không được chặt thì bà con có thể siết chặt vào để cho nó ra chặt hơn. Đấy, thì là ở phụ thuộc vào ba con ốc này. Đấy, trên mỗi ba con ốc này nó sẽ có một con ốc khóa ở dưới cùng. Thì khi bà con đã đạt được cái độ cám nó ra đều đẹp rồi thì bà con khóa những con ốc trắng ở ngay phía bên dưới này đây. Đấy, còn khi mà bà con có nhu cầu tháo sàng hoặc là vệ sinh sàng, thay sàng thì mình sẽ sáo những con ốc trắng ở phía bên dưới này, có 6 con đây, thì mình sẽ sáo 4 bên, đây, 3 bên. Đấy, còn đối với dòng S150 thì nó sẽ 2 lô, thì bà con chỉ có 2 con thôi, và bên dưới thì nó sẽ có 4 con. Thì bà con tháo ra và trực tiếp thay sàng được, thay sàng, thay quả lô. Đây, thay quả lô, bảo dưỡng quả lô. Đấy, thời gian lâu dài thì bà con cũng có thể sử dụng để tháo sàng, kiểm tra sàng.
Đây, còn đây là cái phần phếu ra của máy này. Phần phếu ra của máy thì nó sẽ có chiều dài tầm đầu 40 phân, 30-40 phân. Thì bà con có thể điều chỉnh được cái góc nghiêng của cái phần chỗ ra cám này. Đấy, cũng như là có cái phần dao cắt đã được bố trí sẵn cho bà con ở đây rồi. Điều chỉnh viên cắm ngắn, viên cắm dài để ở đây. Đấy, còn đi theo máy thì nó có sẽ có một cái sàng 4 ly ở trong máy rồi. Thì ngoài ra bà con có nhu cầu lấy thêm sàng 2 ly rưỡi, 3 ly, 4 ly, 6 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly thì có thể liên hệ bên điện máy Cường Linh. Tất cả là đều có sẵn cho bà con nếu như bà con có nhu cầu để sử dụng thêm sàng. Đấy, còn đi theo máy thì được tặng thêm một cái phần cờ lê 17 và 14 như thế này đây, để cho bà con có thể tháo mở sàng cũng như là bảo trì bảo dưỡng máy, thì là nó sẽ có một cái cờ lê 17 và 14 đi kèm cho bà con đây. Đấy, còn máy thì sử dụng điện 220 nhé. Còn thông báo qua giá cho bà con, cập nhật cái phần giá bán luôn, khá là quan trọng. Cái phần giá bán của cái máy S150 và dòng S160 đời mới của điện máy Cường Liên sản xuất thì nó đang có giá rất là ưu đãi luôn. Cái dòng S150 nó chỉ rơi vào tầm độ 7.200.000. Đấy là bà con đã có một con máy ép cám cực kỳ tốt như thế này rồi. Sản xuất cám một giờ từ 100 đến 150 kg. Đấy là cái dòng S150. Còn đối với cái dòng S160 này, nó đang có giá khá là tốt là 8 triệu đồng. Đấy, tất cả đã được hỗ trợ tiền cước vận chuyển về tận nơi cho bà con. Đấy là đối với bà con ở xa. Đấy, còn nếu như bà con ở gần thì có thể qua trực tiếp công ty để thử máy cũng như là kiểm tra máy. Còn cái dòng S160 thì nó sẽ có công suất lớn hơn cái dòng S150 từ 15 đến 20 cân trên 1 giờ. Đấy, thì bà con có thể cân đối để mình lựa chọn cái máy nào cho nó phù hợp với là cái nhu cầu sử dụng của bà con. Đấy, còn sau đây là video ép thử cám chăn nuôi những viên cám của cái dòng S150. Còn cái dòng S160 thì cũng đã có video ở trên ở trong kênh rồi, bà con có thể qua kênh để tham khảo. Đấy, còn sau đây thì bên điện máy Cường Liên sẽ ép thử cho bà con thấy được cái hiệu quả của cái dòng máy S150 này. Xin chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh video của Cơ khí Thịnh Thành cũng như là cơ sở sản xuất cung cấp các loại dòng máy nông nghiệp mini điện máy Cường Linh. Thì bây giờ chúng tôi sẽ trực tiếp test cái dòng máy ép cắm viên S150 để bà con có thể thấy được cái hiệu quả thực tế của nó trong đời sống như thế nào. Thì như bà con cũng có thể thấy là một bạn nhân viên bên chúng tôi đang còn trực tiếp thực hiện công đoạn trộn cám. Thì cám sẽ gồm các cái nguyên liệu như là trấu ngô, rồi là các cái loại cám bột hay là ngô hạt hay là lúa thóc, có thể là thêm cả rau củ nữa nha bà con. Thì bây giờ chúng tôi sẽ trực tiếp test luôn máy ép cắm viên S150. Đấy, bà con có thể thấy là khi bạn cầm một cái xẻng bạn xúc vào thì nguyên liệu ngay lập tức nó đã chảy ra nguyên liệu cám viên như thế này. Toàn 100%, nhưng mà theo tôi đo nhiệt độ thì khi cám viên cám được ép thì nó sẽ sinh ra nhiệt từ 70 đến 80 độ C nha bà con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây hầu hết là tỷ lệ tán cấu nha bà con. Nên là về cái như thế này là năng suất của nó vẫn là chưa đạt hiệu quả 100% đâu nha bà con. Năng suất của con này cộng với cái nguyên liệu này thì cái năng suất của nó vẫn chưa tối ưu cái năng suất của nó. Bà con muốn năng suất càng cao thì cái tỷ lệ tán bột gà nó sẽ nhiều hơn, cái năng suất nó sẽ cao hơn nha bà con. Ngoài ra với cái dòng em cầm viên F150 này thì bà con có thể trộn thêm các loại cá bé bé cho nhỏ để bà con có thể cám ép cám sinh nhiệt và làm những cám cũng như là tạo được ra các cái viên cám giàu chất dinh dưỡng hơn. Đấy, như bà con có thể thấy là bạn kỹ thuật đứng chỉ chờ nguyên liệu hết và bà con lấy xẻng xúc vào thôi, sau đó để máy tự hoạt động và chạy ra như thế này. Năng suất của nó thì ở đây thì có 20 cân cám một, 20 cân cám và các cái loại tổng của nó là 20 cân cám từ các loại cám bột cộng với lại mua hạt cộng với lại một số loại xương cá hay là cá bé bé như thế cho bà con đã được nhiệt huyết ra bà con, và một số loại là cấu nó cũng ra đây là dạng cầm cẩm, còn là những cái thứ mà rẻ tiền rồi không dùng đến tận dụng tối đa nhất và tạo ra các cái viên cá viên. Thì các viên cá viên này thì rất là thơm nha bà con, viên cám nó rất là thơm. Đấy, viên cám rất là thơm, cắn rất là cứng chắc như này ạ. Viên cám này rất là cứng chắc luôn, cứng như là cám cò luôn nha bà con. Với cái dòng máy này thì bà con ép cám ra có thể phơi thêm một vài nắng thì có thể bảo quản từ 2 đến 3 tháng được nha bà con. Bà con có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại chúng tôi để trên góc màn hình hoặc kết bạn vào Zalo, chúng tôi sẽ gửi các cái mức báo giá cũng như là nhận địa chỉ để gửi máy về cho bà con. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn cùng với bà con đã quan tâm cũng như là theo dõi video của kênh video chúng tôi, và xin thân ái chào tạm biệt bà con.